phải live stream mà gọi là live stream. Live stream. Review anh em rap. Yeah yeah. Một cái beat thật chill đưa ta về với bài chơi. Cuộc đời có mấy lần 10 năm. Yeah yeah. Giờ xấu thì anh không phải diễn, mà trai tốt rồi anh phải vào vai. Không cần vội, em như Hà Nội. Không lòng vòng anh như Hải Phòng. Thích anh rồi phải không? Cần em như anh Cần Thơ. Anh còn chưa ngủ em nói anh ngừng mơ. Hay thấy mình hát rap không? Trai xấu anh không phải diễn, trai tốt thì anh phải vào vai. Trai xấu không cần trang điểm, mà trai tốt thì anh phải vào vai. Không lòng vòng em như Hải Phòng. Không cần gọi em như Hà Nội. Cần em như anh Cần Thơ. Anh còn chưa ngủ em nói anh ngừng mơ. Thấy mình à, thấy mình à, hát rap không anh chị em? Ừ. Mấy bữa nữa mình đi à, anh chị em có ai biết số điện thoại của Thiên Nga số nhiều không, gửi mình đi. Nhắn cho mình số điện thoại của Thiên Nga đi. Thiên Nga Bari Banai á. Mình bỏ Rammer nha. Nước thì thối quá. Đăng cho xin miếng music giật giật ở đăng. Nghe nhạc này xìu quá. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Nghe nhạc này hay nè anh chị ạ. Bây giờ mình sẽ đắp màu mới của chi sò nha. OM93A. Nhìn là thấy rất tỉnh và đẹp trai. Không phải YouTube, không phải training. Mở bài khác cái đăng lên, nó dính bản quyền á. Mở Deep House không lời được coi. Rồi. Đây là cây cọ size số 16 nha. Giờ bắt đầu mình đắp nè. Màu này để mình cho anh chị em coi cái hũ bột này. Thấy không? Nhìn là thấy đẹp trai rồi, thấy không? Nhìn đã không? Nhìn là chưa kịp đắp mình đã thấy đẹp rồi. Đắp xong là chảy ke luôn nha. Cái cục bột này nó flow đã lắm. Coi coi mình flow nè. Thấy chưa? Thấy cục bột nó flow không? Nó flow như là water flow luôn á. Thấy chưa? Xuất sắc trong giai tỳ nữ luôn. Cái mình tém bột hai bên qua. Anh chị em thấy cái bột nó dẻo không? Bột này mình cho nó đi du học nước ngoài nó giỏi lắm. Bột này bột dạng như bột trình độ cao rồi ha. Chứ không phải là bột trình độ bèo nghèo. Thấy cục thấy bột tốt thì nó hết cho mình làm nó dễ.
Dạ. Cái màu này là màu OM93A nha. Sướng luôn ạ. À, nhìn đã luôn ạ. À, cái màu này mà làm ombre cũng đẹp nữa. Cái này mình nghĩ là mình phải đắp cho nó dày thêm chút ngay đây đi. Mình build cái mu nó lên như dày dày chút. Để mở cái điện thoại đọc cái comment coi. Triệu Vi Hà, hello Triệu Vi Hà, khỏe không? Khỏe không? How are you? How are you doing? Hả? Không gì? À, Thiện Vi, Vi Hà. How are you doing? Hello anh David, khỏe không anh David? Anh David Hoàng. Dạ, hello Lộc Nguyễn. Rồi, vừa làm vừa đọc comment nha. Anh chị em nào có cái câu hỏi gì thì cho Phong biết. Lấy cục bột nè. Anh chị em coi cục bột nó flow nha, đã lắm. Đó, thấy chưa? Đủ lên. Bột đưa vô nè. Thấy không? Đúng là bột này đắp là ghiền. Đắp nó ghiền nha, nó ghiền. You like it honey? I love it. This color that the new collection from the brand Chiso. We just got this one a couple of days ago. You the first one try it. Yeah, very special. Ha, ngầu quá ha. Anh chị em nào có nhu cầu order cái bột của Chiso đó thì nếu mà không biết chỗ mua đó thì inbox cho Phong, Phong chỉ chỗ cho cái supply nào ở gần anh chị em đó, anh chị em tới đó order nha. Chứ Phong thì thật sự là Phong không có bán bột Chiso nha. Phong cũng đi mua xài như ai thôi. Màu nào mới thì công ty gửi ra thì Phong xài thôi, chứ Phong không có bán. Thả cục bột nè. Không cần vội nha, không cần vội em như Hà Nội nha. Không lòng vòng em như Hải Phòng. Đổ vô cho nó sát khỏe, thấy chưa? Bắt đầu đưa bột vô nè. Đưa bột vô giữa nè ha. Tém nó vô. Nhớ nha, đắp bột này á không có cần phải vội. Không cần vội em như Hà Nội. Không lòng vòng em như Hải Phòng. Đã ha, trái phải thực sự mà nói là quá đẹp. Đắp một màu nó đã đẹp vậy chứ mà đắp hai màu nó còn đẹp hơn nữa nha. Màu này là màu OM93A. Quá ha. Vuốt cái nè ha. Ngầu không? Hello Tracy. Đẹp đó bao nhiêu? Đẹp đó à, đẹp đó bạn. Oh, thank you Hoa Kimi phải không? Thank you nha. Nè, Phong chỉ cho anh chị em lấy cục bột cho nó bự nè. Lấy cục bột, lấy nhiều lần nha. Thả cục bột lên trên đây cho nó flow nè. Đủ nó vô nè. À, dùng cái mũi cọ dặm cho nó sát cho trong cái khóe, thấy chưa? À, bắt đầu mình dặm nè. Cái bắt đầu mình bên phải bên trái nha, nhớ. Không cần vội nha.
cắt bột, lấy bột ra. Bột này nó rất là nghe lời mình ha, mình nói nó đi đâu là nó đi đó. Mình sẽ build cái mu lên. Móng em dài nên mu em dày. Nhớ. Cứ mà hệ móng em dài là cái mu em nó phải dày. Cái mu em nó phải tích. Đắp xong chịu khó ngó nghiêng ngó ngã ha, để coi nó có thiếu bột ở đâu không. Rồi, Phong hướng dẫn cho anh chị em cái móng, cái ngón cái này, cái cuticle nó bự thì mình phải làm sao. Ok, thứ nhất là phải lấy cục bột nó nhiều lên chút. Phải nhanh tay để cục bột vô nè, đổ vô khóe nè. Phải đều bột vô trong cái khóe nha. Đó. Khi mà đều bột vô trong cái khóe xong, dốc cái tay xuống. Nếu mà nó chảy, khoan hãy làm gì hết. Nè, nó tràn ra thấy không? Tém nó vô cả đi tính nè. Đó, rồi bắt đầu bột nó ổn định lại, bắt đầu dặm. Bắt đầu theo công thức cũ ha, trái phải. Thấy cục bột nó đang méo không? Dặm nó ra. Đắp ngón cái phải đắp nhanh như vậy đó ha. Cắt bột nè, bụp một cái. Trứng lấy xếp. Vét lấy xếp nè. Vét cái cuticle ha, không có cho nó bột nó tràn ra thấy chưa. Ở bên đây nó thiếu chút xíu bột ha. Xíu bột cho chút xíu vô. Xong. Riêng cái ngón cái thì mình phải làm nhanh tay lên. Còn không có mình phải đắp hai cục. Build cái mu lên chút đi. Dày dày đỡ, nó đỡ gãy. Ok. Cọ bao nhiêu vậy anh? Cọ này, cái cọ này là 40 đồng cây á. Size số 16 nha. Cọ này thì Phong bấm rồi Phong kiểm tra đâu đó ok hết rồi Phong mới ship đi. Lấy cục bột nè, hả cục bột lên trên đây thấy chưa, cho nó tròn khỏe thấy chưa, rê xuống đổ bột vô. Thấy cục, thấy cây cọ này nó rất là easy control cái cục bột ha. Hình như cái cọ này với lại cái hũ bột này nó sinh ra là dành cho nhau hay sao ta ơi. Ha. Bột đắp cũng sướng, cọ đắp cũng sướng nữa. Đúng là xâm ra là chỉ đến với nhau thôi. Theo cái kiểu mà đắp gò á, gò cái xếp cho nó ra luôn. Đắp cái xếp cho nó ra luôn đó, lát mình đỡ phải dụ á. Đó. Lấy cục bột sao cho nó đủ nè. Đầu tiên là nhúng vô nước nè. Nhúng nước không, gạt cho trước nè. Lấy cục bột ha. Thấy chưa? Hả cục bột nè, cho nó tròn khỏe thấy chưa? Bắt đầu rê xuống nè ha. Đủ nó vô nè. Đủ nó vô nè. Đó. Rồi bắt đầu dặm cuticle nè. Đúng chưa? Dặm cuticle xong mới vuốt bột xuống nè. Đúng chưa?
đắp xong mình nhìn qua ngó coi cái mu, cái mu của nó đang nó hơi bị lép nè, thấy không? Cái mu của nó ngay đây, ngay cái chỗ này là nó phải dày lên, thấy không? Cái mu ngay chỗ này nào nó phải dày lên chút, mình phải lấy chút xíu bột mình điều cái mu ngay cái chỗ đó ha. Cứ nhớ một điều là móng em dài là mu em dày. If your nail thick, your mu have to be thick too. Ủa? If your nail long, your mu have to be thick. Đó, đó là tiếng Anh. Còn tiếng Việt là tiếng Việt là móng em dài, mu em dày. Tiếng Anh là your nail long, your mu have to be thick. Cắt bột nè ha. Dặn tiếp tục ha, đắp mấy cái móng dài này phê lắm anh chị em, sướng á. Is the man you're looking for? Thấy cái mu mình muốn nó dày á, mình đừng có vuốt ở đó nhiều, mình xuống dưới mình vuốt là tự động cái mu của mình nó cặp chỗ đó nó cong lên ha. Thấy cái chỗ này không? Dùng cây cọ dập nó ra, tấp nó lên. Mu này ok rồi nè. Tiếp tục nha anh chị em và các bạn, nhớ nè, cái ngón cái này nè, ngón cái này đắp là nó phải nhanh tay lên nè, lấy bột nhiều lên nha, cái ngón cái nó phải vậy á, không đủ nó vô nè, không đủ nó vô nè, đều bột vô trong khóe nè, thấy chưa? Sau khi đều bột vô trong khóe rồi bắt đầu dặm, dặm xong rồi mới đưa bột xuống trái nè, chưa giữa nè, phải nè, thấy chưa? Không cần ca cái gì dày thầy, cái mu của em cái mu nó dày á, cái mu rùa nè, cái mu rùa nè. Nãy giờ mình nói cái mu rùa là ngay chỗ này không nha. À, mình không có nói bậy nha. Đừng có nghĩ bậy nha. Xong. Rồi. Chùi cọ nè. Đây là cây cọ size số 16 nha. Đắp bóng dài cũng sướng lắm. Để cho mình chùi cọ đi rồi mình cho anh chị em coi cái shape của nó. Không, cây cọ này nó có một cái đặc biệt là như vậy nè. Cái sợi lông anh chị em để ý kỹ, nó cứng. Nó có một cái độ mẩy, ha, nó không có mềm. Nên anh chị em thấy mình vuốt bột không? Vuốt bột nó đi, ha, tại vì cái sợi lông nó cứng.
chứ mà mềm quá là khó đắp dữ lắm nha. Đó ha, nhớ nha. Đó. Rồi, đây là cái nè anh chị em nè. Khẩu bột này là bột mới của Chisol nha. OM93A nè, anh chị em thấy không? Thấy cái màu không? Màu thì mình để là cho khách coi thôi. Cái số của nó là OM93A. Anh yêu em à, anh dắt em vô lầu 3, vô lầu 3 hai đứa mình cười ha ha, giới thiệu hũ bột OM93A. Đắp hũ nào là hát lô tô hũ đó. Ok, rồi bây giờ mình hướng dẫn cho anh chị em vũa nha. Vũa máy sao cho nó đúng, cho nó lẹ. Ok, mình kéo ra nè. Mu dày đẹp quá, đúng rồi. Việt Hoài đúng rồi, mu càng dày càng đẹp nha. Mu nó phải dày nó mới đẹp đúng không? Nó đỡ phải gãy móng. Chứ mu mà nó lép quá nó gãy liền. Đúng không anh Tom? Anh thích mu lép hay là mu dày? Móng dài là phải dày nha. Phong Trần em mới thuyết phục chủ tiệm mua Chisol rồi, hôm qua vừa có hàng mới, trời ơi đã nha, sướng nha. Đó, kỳ này là tha hồ mà design nha. Anh chị em mà chưa có Chisol đó à, nếu mà làm chủ thì nên lấy cỡ chừng 20-30 củ bột về đắp thử cho biết trước, rồi mình lấy một like. Còn mà thợ đó, nếu mình làm thợ đó thì mình gạ chủ ha. Ở Phong không có bán bột nhưng mà Phong suối anh chị em đi gạ chủ. Đi gạ chủ nói trời ơi bột Chisol đắp sướng lắm. Gạ chủ gạ có chừng 2-3 tháng là chủ chịu đợi không nổi là chủ đi mua à. Nha, mình không có bán nhưng mà mình chỉ cho anh chị em gạ chủ. Nói chứ bột mà nó đẹp mà nó dễ làm thì mua xài cho thợ xài chứ cũng đâu có mắc mỏ gì đâu, thấy không? Làm vậy income của tiệm nó lên, khách nó lên, tiệm nó đi lên. Hả? Cái gì mà đúng là chủ họ ok hết à. Trừ khi nào mà chủ mà bần tiện quá thì mình không nói ha, mình không nói đến những người chủ đó. Nhưng mà chủ nào mà chịu chơi là họ ok hết á. Miễn sao là hợp lý. Hả? Đừng có đòi hỏi gì phi lý quá. Giống như là thợ bột mà bắt chủ đi mua cọ là thấy không hợp lý rồi ha. Cọ mỗi người của thợ tự mua, chủ không có khâu vào cái chuyện đó. Mà even thợ với thợ mà mượn cọ cũng không nên cho mượn ha, cũng không nên đi mượn người ta. Cọ đắp bột là không có cho ai mượn hết ha, của mình xài vậy thôi. Phong không bao giờ Phong để cho ai mượn cọ của Phong hết á. Đầu dũa có thể cho mượn, cọ là không bao giờ cho mượn hết. Ok. Không cần thầy cho em, thầy cho nhiêu em cho chủ hết. Xài ok mới mua đó thầy. Ồ, anh thì anh không có cho em, nhưng mà mỗi cái lớp học á, tại vì Uyên Linh này là trong cái lớp vào tháng 10 năm ngoái thì công ty Chisol có hỗ trợ, có sponsor cho học viên. Thì Phong tặng cho học viên chứ cái đó là của hãng họ tặng cho em á.
cái lớp học của mình được hãng Chiso sponsor ha. Ai tham gia cái lớp học và được tặng bột hết. Cũng không có nhiều, 10 hũ thôi. 10 hũ đắp thử chơi cho vui trước. Thích rồi tính sau ha. Bột thật sự mà nói bột Chiso người mới làm bột á nó dễ làm. Ok. Hello Daisy Trần, Cọc Vũ Thụy Tùng Enzo. Phải không mấy bạn? Mấy bạn và mấy anh chị. Hello Lâm Lê, khỏe không? Vinh Văn Phạm. Anh chị em bữa nay có khỏe không? Có hốt không? Nay thứ sáu là hốt mà đúng không? Anh Hoàng cho để dụ đó thầy, nhưng bột ok lắm. Đâu dụ đâu em, đó không phải dụ, đó gọi là thả tép bắt tôm á. Cái đó không phải gọi là dụ nha em, đó gọi là thả tép bắt tôm. Nói chứ dụ chứ mà sản phẩm không tốt thì em cũng đâu mua đâu, đúng không? Cái gì cũng vậy, sản phẩm phải tốt thì tự họ tìm đến, còn họ không tự tìm đến thì mình kéo họ đến. Hello Minh Châu, Hoàng Hà, Yến Nguyễn. Hello Ngộ Thông, khỏe không em? Em trai Ngộ Thông ở bên Florida phải không? Bạn của Danh Lưu nè. Bữa gửi cọ cho em, anh gửi cọ cho em rồi đó. Cọ đắp ok không Ngộ Thông? Chia sẻ feedback cho anh chị em trên đây biết chứ. Bữa anh có gửi cho em 2 cây cọ phải không? Ok, rồi vũ xếp nha, cái này quan trọng nè, hướng dẫn cho anh chị em nè. Để cái vũ xéo vô. Để kéo cái khẩu trang che cái miệng nha, cái mũi cái. Để cái vũ xéo nè ha. Ôm cái vũ lên nè. Trước khi lên cọ là cùi bắp, từ khi lên cọ tẩu quả nhập ma luôn anh ơi. Ngồi không vui tính luôn. Chứ hai đầu dũa của thầy hỗ trợ cũng tốt lắm thầy. Ồ vậy hả? Đúng rồi, cái đầu dũa nó không có chảy máu á phao. Thank you Ngộ Không em.
nói chung là có sản phẩm nào tốt thì Phong giới thiệu với anh chị em thôi. Thấy chưa, để cây dũa nè ha, để cây dũa phải để xéo nè ha, bắt đầu mình mới ôm lên kéo cái da ra ha, kê cây dũa vô, thấy chưa, thấy kê cây dũa vô, ôm cây dũa lên. Mình muốn hai cái cạnh của cái móng mình nó thẳng, mình phải lia. Hello Thanh Sim, Nguyễn Trang, Nguyễn Trang, Dung Minh, Châu Trương, Lê Lưu, Ngọc Châu, Lisa Thái, từ lúc gọi với đầu vũ về là làm chân không. Để cái dũa nè, không để cái dũa xéo, thấy chưa, để cái dũa xéo ha. Ôm cái dũa lên, dũa cái đầu móng cho anh thẳng, liêu bên này chút xong, để cái dũa xéo, thấy chưa, thấy để cái dũa xéo không, ôm cái dũa lên, bên đây cũng vậy, để cái dũa xéo, ôm cái dũa lên. Khi mà mình ôm cái dũa lên, cái shape của mình nó thon lại. Để cái dũa nè ha. Dũa cái đầu máu. Hello em Phát anh ơi. Hello Phan Trọng Quyết, Vi Oanh. Quả sầu riêng. Quả sầu riêng là gì? Không hiểu. Quay ngược cái tay lại nha. Chỉnh sửa cái shape nè. Cầm cái cây dũa mà chỉnh cái shape á, mình cầm vậy nè. Cái khắp mình cầm vậy, qua bên đây mình phải đảo là cầm vậy ha. Cầm vậy dũa. Cầm dài dũa, thấy không? Đến đi con, lát ba qua ba bế nha. Đến đi lát ba qua ba bế. Đừng khóc nha, để ba dũa xong ba qua ba cho uống sữa. Ok. Để em phát bạn em vào xem. Ồ ok, em giới thiệu bạn em vô coi đi, cho bạn em học hỏi được gì thì học ha. Vũ xếp nè, đắp bột nè, vũ kia cò nè ha. Hello Nguyễn Hoàng Bảo, Hà Hà, Kim Mến. Kê vô nè. Thấy không? Thấy Phong để không? Phong để cái dũa nè, dũa xéo như nè. Nó thẳng lại nè. Cái đường dũa của mình nó phải
lên xuống một đường thẳng nha. Cái đường vũ của mình nó phải chắc, nó không có lỏng lẻo. Vũ cái đầu móng nè, lia bên cạnh nè, thấy không? Kéo nó ra, thấy chưa? Kê cái vũ vô. Anh biết làm nail nhưng chưa biết tiếng Anh, vậy có tiệm nào nhận không? Biết làm nail mà không biết tiếng Anh hả? Có chứ, làm chân cây nước được. Hả? Chân cây nước không cần biết tiếng Anh nhiều đâu, làm chân cây nước trước. Từ lên làm bột, làm bột không biết tiếng Anh là cũng hơi khó. Hello Cảnh Thanh, Thảo Nguyễn, Sơn Trần. Hai Lisa Nguyễn, ngày nào cũng vào Facebook anh xem một livestream lại học được nhiều cái, em xem mãi không chán, cảm ơn view anh em. Đó, anh bỏ lên này, anh em cứ vô coi, học hỏi được gì thì học hỏi. Hello Huyền Nguyễn phải không? Quay ngược tay lại nè, chỉnh xếp nè. Quay ngược cái tay lại nè ha, chỉnh cái xếp. Rồi xong, bây giờ mình sẽ bóp phờ nha. The shape okay for you? Rồi xong. So you want butterfly too? Ok. Để dán bướm nha. Phủi đi. Mình không có cho đi rửa tay nữa, tốn thời gian quá. Nát rửa tay sau ha.
Ok. Nhưng mình sẽ cho acetone mình chùi cái móng, chùi cái silico cho nó sạch. Rồi lấy bướm ra. You want a pick for you? It's gonna be pink or purple? Em thích bướm nhỏ hay bướm lớn? You want a big one or you want a small one? Small one. All right. Right here. Right here. Right here. Okay. What about this one? Yeah. Okay. Two for each. Okay. One for each. Okay. Do you know the price will be? It's $5, honey. So, what will be the price for the set? The set, no. $5 for the để xéo xéo đi cho đẹp. I think you should get one more right here. Không lòng vòng em với Hải phần. This one. This one. This one. Okay. This one too. No. Ok. Này anh thấy nó đẹp hơn nè em gái. You want the bướm bà. Bướm bà right here. Đúng. Yeah. Kiếm cái màu khác hay trái đẹp đẹp này. Đây là màu này đẹp nè. Hiểu cái. Mấy cái này mình mua ở trên Amazon á chị em, rẻ lắm. Nguyên đóng là có 10 đồng bạc. Rồi. Thế là chúng ta đã có 10 đồng. Thì là sung sướng quá đi. Thấy làm giàu không khó đâu. Không ăn chồng là phải đầu tư. Sắc sắc trong giai kỳ nữ không?
bộ này lấy đắp bột không, lấy 60. 60 dán bướm vô 70. Em này chàng sinh viên chắc bớt cho 5 đồng quá, lấy 65. Khách mới. Khách mới bớt 5 đồng nha. 5 đồng tiền vụ á. Thả tép bắt con tôm ok. Lấy mắc quá, em xin ha, em đâu có tiền đâu, em cho còn nhỏ mà. Lấy em 65 thôi. Bớt bớt cho em nói chút, em nói dễ thương. Cứ dễ thương là cho hết, cho hết. Mà vô mà trả giá mà bố láo là chặt tới bến luôn. Tính mình vậy á ha. Cương là mình cho gặp bác sĩ Cường. Mà sung là mình cho ăn khoai sùng. Mà dễ thương là cho hết, cho hết. Ok, put in the machine, honey. Thank you, thank you. You like it? Thank you. You're welcome. Màu này là màu OM93A nha. Đẹp quá trời. Thấy bướm không? Bướm này bướm bà nè. Bướm bà dắt theo đứa cháu nè, thấy chưa? Nè bướm nhỏ. Mua nguyên đóng mà về mới khai trương em đầu tiên là lấy lại vốn rồi. Mua cái bịch nguyên cái đóng bướm nó có 10 đồng bạc ở trên Amazon nè. Mà làm em này xong được 10 đồng. Gửi vốn rồi. Thí dụ này câu bộ có lời dữ á. Vuốt lấy sếp bạn nha. Vuốt lấy sếp. Vuốt lấy sếp. Vuốt. Vuốt. Switch. Be careful. Dạy. À, bây giờ trước khi mình cho dầu vô thì mình cho anh chị em coi cái sếp ha. Cái sếp có phần của mình nó phải thẳng. Nó phải thẳng, hai bên này nó thẳng ra. Cái đầu móng nó phải thẳng. Là ok. Nhớ cái cuticle cũng phải tròn nữa nha. Cuticle của mình phải tròn và sát vô nó mới ra cái đẹp đẹp được. Đó. Anh chị em nào muốn order bướm á, Phong thì nói chung là ai muốn order bướm trên Amazon inbox Phong, Phong gửi cái đường link cho cộng có này. Cứ mua ở trên mạng, nhiều anh chị em bán lắm. Nhiều khi mình làm vậy mình cũng hay ha. Thôi anh chị em mua trên những người bán trên online á, ủng hộ Việt Nam mình đi chứ mất công mà không chỉ chỗ mua mất công mà. Nó cũng hay ha. Nói chung là ai muốn mua ở đâu mua, không thì mua trên Amazon vậy thôi. Ừ đẹp quá nha, đẹp quá nha. Trời ơi chưa làm xong em này, em kia đang ngồi đợi rồi. Em kia đang ngồi đợi. À, hốt tiếp quý vị. Hốt chưa xong em này mà em kia đang ngồi đợi. Anh cho anh qua làm cho em bộ nail đi anh. Ngại quá. Cái thế tôi đây hốt từ sáng tới chiều.
Nói chung có công ăn việc làm thì cảm tạ đội ơn Chúa ha. Chúa ban cho công ăn việc làm đầy đủ thì cũng mừng. Nhiều người thất nghiệp mà mình có việc làm là mừng lắm rồi. Mình thì cũng chả phải giỏi giang gì ha. Tất cả là ơn trên ban xuống. Rồi. Giờ là mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng. Hold it. Để về chụp hình cho đẹp chứ không có gì hết á. Hold still ok. Ok, I gonna show you the picture. Now the picture. You had a picture before that. Show me hả? À, mình show cho anh. Dạ yeah, before đã. Mình show cho anh chị em cái bộ nail khi mà cái cô gái này bước vô tìm mình nó như thế nào ha. Mình show cho anh chị em coi. Ok, rồi, để đây vậy. Ok. Dài đúng không? Cái bộ tay mà hồi nãy cái cô gái này vô á, mình cho anh chị em coi nè. Nói dốc chết liền luôn nha. Cái này là cái điện thoại của khách nha. That is your phone, right? Đúng không? Đó, mình show cho anh chị em coi. Mình thì không có chê trách gì hết, nhưng mà mình hơi buồn cho cái nghề nail của mình chút thôi. À, mình cố gắng mình làm cho nó đẹp đẹp chút. Không có cần phải quá đẹp, nói chung nhìn cho nó được. Như cái này mình vũa là vũa ẩu nè. Anh chị em thấy cái Kiriko vũa ẩu thấy chưa? Thấy không? Rồi cái xếp cái sung này nữa. Cái xếp này không có phải là cái xếp coffin. Cái xếp này là cái xếp trái chuối ha. Cũng mình không có chê ai hết, nhưng mà mình hơi lo lắng cho cái nghề nail của người Việt Nam của mình thôi. Cố gắng làm cho nó good, mình đi lên, cái tay nghề của mình đi lên. Chứ làm vậy mất khách là của tiệm rồi ha. Rồi khách họ trả tiền xong họ có vui không? À, mình chỉ nói như đó thôi. Rồi, nó ít hiểu nhiều ha. Nhưng mà không phải lớn hết mà già hết rồi. Rồi, cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi ha. Thank you for watching. Phong show cho anh chị em cách làm hết rồi. Cần cái gì á, cần help cái gì về kỹ thuật á, hỏi Phong, inbox cho Phong, Phong giúp đỡ hết mức có thể, ok. Rồi anh chị em nào có nhu cầu order những cái cỏ đắp bột, những cái đầu dũa, hoặc đăng ký cái lớp học vào tháng 10 tổ chức ở Dallas, Texas ngày 5-6-7 thì inbox cho Phong. Ok, bye bye anh chị em. See you next video. You wanna say bye? Say bye. Ok.